Cái hồi đó đó thì trước khi ra trường á thì thầy tôi có nói với tụi tôi á, sau này mà muốn sống no đủ á thì cần phải lạc quan con ạ. Thì chúng tôi thì cũng luôn luôn khắc cốt ghi tâm cái lời thầy nói. Sau 10 năm làm cơ khí á, thì cũng gặp muôn trùng khó khăn, nhưng mà lúc nào thì tôi cũng vui vẻ và tươi cười, nhưng mà mãi sau tôi không thấy mình có cuộc sống khá hơn nữa, thì tôi mới hỏi lại thầy tôi: dạ thưa thầy, sau bao nhiêu năm cố gắng thì cuộc đời của con mặc dù gặp nhiều khó khăn và gian truân nhưng con vẫn tỏ ra vui vẻ và lạc quan, mà sao cuộc đời nó vẫn không khá lên nổi thầy ạ? Thì ông thầy của tôi ông mới nói rằng: chắc là con hiểu sai ý ta rồi. Ngày xưa ta nói với con lạc quan, ở đây nghĩa là lạc vào nhà quan hoặc là lạc vào chốn quan trường thì cuộc đời mới cơm no áo ấm được con ạ. Chứ còn những cái thằng mà gặp chuyện vui nó cũng cười, chuyện buồn cũng cười, hoặc là chuyện bế tắc nó cũng cười, thì có lẽ đó không phải là lạc quan, mà không chừng đó là bị khùng con ạ. Chứ còn những cái thằng mà gặp chuyện vui nó cũng cười, chuyện buồn cũng cười, hoặc là chuyện bế tắc nó cũng cười, thì có lẽ đó không phải là lạc quan, mà không chừng nó là bị khùng con ạ.